Video này chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu quý vị có thắc mắc, quý vị nên luôn luôn tham khảo lại hướng dẫn đi kèm với rát mà quý vị mua. Nếu quý vị cần thêm lời khuyên, quý vị nên liên hệ với dược sĩ hoặc bác sĩ gia đình của quý vị. Bước 1. Kiểm tra ngày hết hạn của bộ rát. Bước 2. Cẩn thận lấy con dấu giấy bạc ra khỏi ống chiết xuất, mở gói tăm bông và không chạm vào đầu thấm của tăm bông. Bước 3. Dùng tăm bông để lấy mẫu thử ở mũi. Bước 4. Nhét tăm bông vào bộ đệm chiết xuất trong ống. Xoay tăm bông ít nhất 5 lần và bóp ống tăm bông ngập nước nhiều lần để tạo điều kiện cho việc lấy mẫu vật. Lấy và loại bỏ tăm bông một cách an toàn. Bước 5. Gắn vòi phun vào ống chiết xuất mẫu có chứa mẫu chiết xuất. Mẫu chiết xuất trong ống hiện đã sẵn sàng để xét nghiệm. Bước 6. Mở túi và tháo băng cassette thử nghiệm. Đặt nó lên một bề mặt sạch sẽ và phẳng. Bước 7. Đảo ngược ống chiết xuất và nhỏ 3 giọt mẫu chiết xuất vào mẫu thử bằng cách nhẹ nhàng ép ống. Sau đó đặt hẹn giờ trong 15 phút và bắt đầu thời gian. Bước 8. Đọc kết quả lúc 15 phút đến 20 phút. Kết quả đọc sau 20 phút được coi là không hợp lệ. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. CAST, sự lựa chọn tốt nhất trong chăm sóc cho người cao niên.